Dạ, dạ trước hết con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm và dạ, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh và dạ, kính hình như có thầy kinh hả? Dạ kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và dạ, kính chào toàn thể đạo tràng và dạ, kính thầy kinh. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng con thọ trì tam quy và ngũ giới ạ. À. Dạ con kính thỉnh sư Pháp Thanh truyền giới cho tụi con ạ. À. Ukasa ma yang phan tê vi sung rakhanatha yati sarane nasaha pancha sila niya chama duti yam bi ma yang phan tê vi sung rakhanatha yati sarane nasaha pancha sila niya chama tati yam bi ma yang phan tê vi sung rakhanattha yati sarane nasaha pancha sila niya chama. Và sau đây con kính cung thỉnh sư Pháp Thanh từ bi hoan hỷ truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con ạ. À. Và con kính dâng mít lại cho sư ạ. À. Hello. Dạ không biết mọi người có nghe âm thanh của con không ạ? À? Hình như là sư Pháp Thanh bị rớt mic rồi đúng không ạ? À? Dạ. À, hồi nãy con mới thấy sư Pháp Thanh, giờ nó mất tiêu rồi. Dạ thôi, nếu mà trong khi chờ đợi sư trở lại, và dạ, con xin đạo tràng cùng con là mình tự xin giới. Ồ, sư Thanh Tâm. Dạ, con xin lỗi, con xin sám hối. Dạ con kính thỉnh sư Thanh Tâm truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con ạ. À. Và dạ, con kính thỉnh bàn tay của sư. Và dạ, con kính dâng mít lại cho sư ạ. À. Dạ, mô Phật. À, trước hết sư xin kính lễ ba ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. À, kính chào thầy kinh và kính chào đạo tràng. Để nhân đây thưa với thầy kinh là thứ tư này đó, thứ tư không có pháp sư, thành ra kính mời thầy kinh tới tới lớp để chia sẻ Phật pháp nha. Yeah. Rồi bây giờ sư xin truyền tam quy ngũ giới. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami, duti chambi buddhang saranang gacchami, duti chambi dhammang saranang gacchami, duti chambi sanghang saranang gacchami. Tati chambi buddhang saranang gacchami, tati chambi dhammang saranang gacchami, tati chambi sanghang saranang gacchami. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, dutiyam buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, dutiyam dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, tatiyam sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, tatiyam buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi,
Tati yambi dhammang saranang gacchami. Tati yambi sanghang saranang gacchami. Ti saranagahanang paripunnang pháp quy y tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Bà na ti ba ta vê ra ma ni si ka pa đăng sa ma di ya mi a din na da na vê ra ma ni si ka pa đăng sa ma di ya mi ka me su mi cha cha ra vê ra ma ni si ka pa đăng sa ma di ya mi mu sa wa da vê ra ma ni si ka pa đăng sa ma di ya mi Sura me raya majapa marathana veramani sika padang samadhiyami. Banati bata veramani sika padang samadhiyami adinna dana. Vê ra ma ni si kha pa đăng sa ma di ya mi kha me su mi cha cha ra Vê ra ma ni si kha pa đăng sa ma di ya mi mu sa wa da Vê ra ma ni si kha pa đăng sa ma di ya mi su ra me ra ya ma cha pa ma da tha na we ra ma ni si kha bang sa ma di ya mi dạ dạ sau đây con à, dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thanh Tâm. Dạ con xin sám hối ạ, con xin kính nhân mít lại cho sư. Ima ni banja sika pada nisa dukang kato apa made na nicha kalang sama ki tapang. Chư thiện tính nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch, phải vân giữ hành theo cho đến trọn đời, không nên dễ vui. Sule na sugatin janti sile na phoga sambada sile na niputin janti tasma silang viso thaya. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cớ ấy nên chư thiện tính và ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nha. À, rồi mời Nguyên Trang sám hối Phật Pháp Tăng. Rồi theo như sư nghĩ đó, sư Pháp Thanh bị cái đường nét không có được rồi. Thôi thì sau khi Nguyên Trang sám hối Phật Pháp Tăng xong rồi, thỉnh thầy kinh chia sẻ Phật pháp hôm nay nha. Hôm nay với lại thứ tư rồi, mong sư mong kinh hoan hỷ à, mô Phật. Sa thu sa thu lành thay uttamange na vande hang ba da bang sung varuttamang putteyo kalito doso Buddho kamatutang mamang uttamange na vande hang thammang chaduvi thamvarang thammeyo kalito doso thammo kamatutang mamang uttamange na vande hang sangkhang chaduvi thottamang sangkheyo kalito doso Sangkho Kamatutang Mamang. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thanh Tâm đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tăng truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con ạ. Dạ sau đây con kính dân kính cung thỉnh thầy thầy kinh ạ. Dạ con kính dân mít lại cho thầy ạ. Con xin xuống mít ạ. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Mạ, Nam Mô Sa Ngã. Kính lễ sư Thanh Tâm, thân chào tất cả quý vị. Hôm nay tính vô tham quan râm dưới bị bắt cóc rồi. Quý vị nghe rõ không? Dạ, xả lâu. Thầy gửi đến quý vị một cái đề tài rất là quen thuộc, ha, rất là gần gũi chúng ta. Đề tài là tình tiền tù tội, bốn chữ T, tình tiền tù tội.
Alo, còn nghe rõ không ạ? Alo, 1, 2, 3. Rồi, mời quý vị post lên cái tên tình tiền tù tội. Rồi, trước khi vào buổi giảng, chúng ta xin hành lễ tạm mọi tấm tắc. Nam mô ta sa phê qua tô a ra hà tô sam ma sam bu ta sa. Nam mô ta sa phê qua tô a ra hà tô sam ma sam bu ta sa. Nam mô ta sa phê qua tô a ra hà tô sam ma sam bu ta sa. À, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, kính thưa quý vị, hôm nay được gửi đến quý vị đề tài cũng đọc là mình nghe ai cũng biết ha. Một chủ đề mà hình như là không ai mà không có dính vô vụ này. À, có một số như tù tội, tù có thể mình không dính vô, tội nhà chắc chắn mình cũng phải có. À, chủ đề mà trong đời sống chúng ta rất là quan tâm, vấn đề không chỉ nó phát sinh một cách đơn lẻ mà vấn đề này nó còn phát sinh có những cái sự liên quan nha, những sự tương quan mật thiết nha, mà ít có ai thấy được cái sự quan trọng của cái sự phát sinh này ha. Qua cái chủ đề này chúng ta sẽ thấy mình có được một cái sự mà đặc biệt trong cái duyên về phát sinh giữa những cái tình tiền tù tội. À, đó là cái vấn đề mà chúng ta sẽ trình bày đó quý vị. Thì kính thưa quý vị, chữ đầu là chữ tình. Thì chữ tình thì tất cả chúng sanh trong hữu tình thì luôn luôn có cái chữ tình này. À, nó đi theo rất là mật thiết, luôn luôn nó gắn bó với đời sống của chúng sanh. Thì nó thật sự cái chữ tình này nó rất là bao la, nó rất là rộng. À, nhưng mà vì mình chỉ hiểu cái chữ tình dưới góc độ hạn hạn hẹp thôi, thành ra chúng ta không có thấy được cái sự bao la của nó. Bởi vì cái chữ tình này nó mang một cái tính là có nhiều cảm xúc, có những cái trạng thái thuộc về tinh thần. À, nó phát xuất cái tình cảm qua rất là nhiều cái sự kết nối hội tụ nhau. À, mới gọi là có tình yêu. Nói gọn hơn là tình yêu chính là một cái sự yêu thương, một cái sự luyến ái, một cái sự quyến luyến một ai đó hay một cái vật gì đó ha. Thì thông thường khi mình nói đến chữ tình thì ai cũng liên tưởng đến vấn đề tình yêu nam nữ. À, thường là vậy, nhưng mà nói chữ tình khổ chỉ tình, yêu tình nam nữ vân vân. Thì thật ra đó, cái chữ tình này nó không có chỉ gói gọn trong cái tình yêu nam nữ mà nó còn liên quan đến rất là nhiều chữ tình khác, nó rất là sâu sắc và rất là khác biệt những cái trạng thái nhau. Nó có rất là nhiều yếu tố phát sinh. À, tình yêu thì nó có thể phát sinh rất là nhiều loại, như là thứ nhất là mình yêu chính mình. À, mình yêu chính mình cũng là yêu, mình yêu chính bản thân mình và không ai yêu mình bằng chính mình, đó là tình yêu, yêu chính mình. Rồi chúng ta yêu đến cha mẹ. À, yêu cha yêu mẹ là người mà dưỡng dục sanh thành ra mình. À, mình luôn luôn yêu thương cha yêu thương mẹ của mình. Người mà không có yêu thương cha mẹ thì coi như người đó là bước đi. À, không thể chấp nhận được. Rồi tình yêu cha mẹ, xong đến tình yêu thầy tổ, những thầy vị thầy, những vị tổ của mình yêu thương do nhờ những vị thầy, những vị tổ này hướng dẫn dìu dắt chúng ta đi trên cái con đường đời, giúp cho chúng ta có được những kiến thức, những cái sự hiểu biết rất là lợi ích trong cái đời sống của mình. Và nữa là tình yêu về anh chị em, bà con quyến thuộc vân vân. À, tức là chúng ta có những cái tình yêu mà về quyến tộc á, về quyến thuộc mà về gia tộc, về dòng họ vân vân, thì đó là một tình yêu thuộc về anh chị em, bà con họ dòng tộc ha. Rồi lại nữa là yêu cái người mình yêu. À, tức là mình yêu cái người yêu, là người mà mình yêu thương, là người mà mình
thích mình có cái sự quyến luyến, cái sự ái ái dính với người đó, thì cái đó là người mình yêu, tức là người yêu. Người yêu xong rồi yêu vợ, tức là người mình có vợ xong là mình yêu vợ, mình yêu vợ mình, người mình đầu gấp tay gối, mình yêu thương vợ mình thì cũng là một loại tình yêu. Rồi vợ xong rồi mình yêu tới con, mình có con, mình yêu thương con, mình lo cho con, hy sinh cho tất cả mọi thứ, đó là một tình yêu thuộc về yêu con. Rồi xong cái mình yêu luôn cả tổ quốc, người yêu tổ quốc, yêu dân tộc, mình yêu tổ quốc của mình. Thì khi mình nói đến tổ quốc mình thì mình rất là yêu thương cái tổ quốc của mình, đi đâu chúng ta cũng nhớ quay về với tổ quốc, quay về với dân tộc của mình, đó là yêu tổ quốc, yêu dân tộc. Rồi tiếp đến là chúng ta có những tình yêu mà thuộc về bạn bè, yêu đồng loại, yêu bạn bè, bạn bè của mình, những người đồng loại của mình, những người đồng lớp với mình, đồng sở học của mình có sự yêu thương nhau, đó là yêu đồng loại, yêu bạn bè. Rồi tiếp đến là chúng ta yêu về danh vọng của mình, yêu về sự nghiệp, yêu về chức quyền của mình. Khi chúng ta lớn lên, chúng ta ra đời, chúng ta đi làm thì mình yêu danh vọng, yêu sự nghiệp, yêu chức quyền. Còn vợ bé thì yêu tính sao, phải không? Vợ bé để sao? Vợ bé là yêu lén. Vợ bé. Rồi, yêu danh vọng, sự nghiệp, chức quyền là chúng ta yêu những cái nghệ thuật, văn hóa, yêu nghệ thuật, yêu văn hóa, yêu khoa học, và chúng ta yêu đến tài sản, nhà cửa, xe cộ, đất đai, ruộng vườn, chó mèo gà vịt, những cái thú nuôi mình có những sự yêu thương đó. Và đặc biệt hơn nữa là chúng ta có tình yêu thương, mà yêu thương này nó gọi là yêu thương tất cả chúng sanh. Đây chính là cái tình yêu thuộc về rộng lớn, tình yêu vô lượng, tình yêu thuộc về là tâm tư, là một người mà chúng ta thương đến những người mà mình không thương, mình vẫn có lòng tự lòng thương, lòng từ. Người lạ mình cũng thương, người thù mình cũng thương, mình yêu tất cả chúng sanh với cái trái tim rộng mở của mình, với cái tình thương vô lượng của mình. Và cái tình yêu này thì thật sự là phải nói là rất là tuyệt vời, không phân biệt thù, không phân biệt nam nữ, trai gái, dòng họ, dân tộc, yêu thương tất cả mọi chúng sanh, đó là tình yêu với tất cả mọi sự rộng mở, với tình yêu vô lượng không mờ mát. Và tất cả những cái thể loại tình yêu chúng tôi đã trình bày thì chúng ta thấy rằng hầu như là ai cũng có, ít thì không ít thì nhiều, nhưng mà riêng về cái tâm từ thì khó, tâm từ rất là khó có. Bởi vì tâm từ chúng ta muốn có, muốn phát triển là chúng ta phải luyện, phải có một sự tu tập, huấn tập về tâm từ, có một sự thiền về tâm từ. Mỗi ngày chúng ta phải tập luyện về cái phương pháp để mình rải tâm từ. Mình luyện từ từ thời gian, mới đầu mình tập tâm từ cho chính bản thân mình, mình luyện mình tập như vậy thời gian, cái mình mới tập tâm từ, rải tâm từ đến những người mà bên ngoài, những người không thân, không thuộc gì đó, thì mình rải tâm từ đến những người đó, rồi rải từ từ đến những người thân của mình, mà không phải là người nữ, nhiều người nữ thì không rải đến người nam, người nam không rải đến người nữ. Rồi thì luyện thời gian khá đó, thì rải tâm từ đến những người mà mình ghét, những người mà mình không ưa, mình rải tâm từ đến người đó. Rồi từ cái tăng cái mức độ tâm từ luyện lên, rải đến kẻ thù. Rải đến khi mình rải đến kẻ thù mà tâm mình vẫn mát mẻ thì nó tốt đẹp. Rồi từ rải đến tới người khác phái, cái đó là cả vấn đề, cái đó rất là khó, cái đó chúng ta không nên tập người ta. Và cái tình yêu mà cao nhất chúng ta là chúng ta có được, nếu chúng ta có được cái tình yêu này, tức là chính là tình yêu về Phật pháp. Chúng ta có tình yêu thương về Phật pháp là khi chúng ta có được cái phước báo, có một sự may mắn biết được Phật pháp, hiểu được Phật pháp, chúng ta có đặt được niềm tin nơi Phật pháp, thì lúc đó chúng ta có được một cái tình yêu mà thật là cao thượng, thật trong sạch. Chúng ta hãy đặt hết tất cả những cái
yêu mình vào trong Phật pháp và sống trong Phật pháp bằng một cái trái tim chân thành, bằng một cái sự mà là tốt đẹp của cái tâm của mình. À, có như vậy chúng ta sẽ được rất là nhiều lợi ích, ta sẽ được rất là nhiều phước báo và đặt trọn niềm tin vào Phật pháp như vậy, để giúp cho mình từ cái tin đó, từ cái niềm tin, từ cái sự tin yêu đưa chúng ta đến sự phát sanh trí tuệ. À, chúng ta phát sanh trí tuệ càng lúc như vậy chúng ta càng sáng chói. Nếu chúng ta có thật sự có một cái tình yêu với chánh pháp, còn nếu chúng ta chỉ học đọc sách để cho biết biết tò mò, chúng ta không thật sự có một cái niềm tin yêu trong nơi Phật pháp thì chúng ta khó mà phát triển được. À, chúng ta khó phát triển được cái trí tuệ của mình. Thì như vậy khi mà chúng ta sống trong đời đó, chúng ta phải cố gắng tạo cho mình một những cái tình yêu bình thường, những cái tình yêu trong cái đời sống, rồi lấy cái tâm từ, chúng ta tu tập về tâm từ, chúng ta có sự yêu thương nơi Phật và pháp tăng, chúng ta có sự yêu thương một cách chân thành như vậy, thì chúng ta sẽ tạo cho mình có được một cái nền tảng về đạo đức, chúng ta có được nền tảng về trí tuệ, chúng ta có được một cái niềm tin vững chắc. À, và nếu mà không khéo chúng ta bị rơi vào trong cái trường hợp mà mình yêu thương mà bị vô dính mắc, chúng ta thường hay bị dễ bị vấn đề này. À, nếu mà mình rơi vào trong những cái tình cảm yêu thương về con người, về gia đình, về chị em, anh em, về cha mẹ, rồi chúng ta đi đến sự yêu thương về chị vợ, về chồng, về con, vân vân, thì nếu chúng ta không có Phật pháp thì cũng như vậy, chúng ta không có một cái sự hiểu biết thấu đáo thì rất là dễ đưa chúng ta phát sanh tới cái tình trạng bám thủ. À, mình cho đây là ta, đây là vợ ta, đây là con ta, đây là cha mẹ ta, anh chị em, nhà cửa xe cộ, tất cả mình đều bị dính mắc vào đó, mình cho đó là của mình. À, và khi mình cho đó là của mình, bám thủ vào đó, mình chấp vào đó, thì từ cái này nó phát sanh đến những cái mà hành động, những cái sự mà phải tìm cách để mà bảo bọc, để mà gìn giữ, để mà duy trì cái tình cảm mà mình đã đặt đó, thì từ đó cái chúng ta phải cần tiền. À, tình mà muốn được bảo bọc, muốn được yêu thương, muốn được gìn giữ cho được lâu dài, chúng ta phải cần tiền. À, tiền sẽ lúc đó chúng ta sẽ thấy nó là một cái cứu cánh, nó là một cái vấn đề mà giúp cho mình bảo bọc được tình yêu của mình, giúp cho mình làm cho cái những cái gì mình yêu thương nó được tốt đẹp, nó được thăng hoa, nó được trọn vẹn hơn. Và chính vì như vậy nó sẽ là duyên. Mình không có một cái kiến thức về Phật học, mình không có kiến thức, không có sự phân biệt, có trí tuệ phân biệt về thiện về ác, không có sự phân biệt đâu là bất thiện, đâu là thiện, thì từ đó nó đưa chúng ta đến những hành động và coi như là không có chân chánh, đưa chúng ta đến những hành động như tạo những cái nghề nghiệp tội lỗi, những cái nghề nghiệp dơ bẩn, những cái nghề nghiệp tà mạng, để mà có được những cái số tiền để chúng ta nuôi cái mà mình yêu thương. Và như vậy chắc chắn là cái đại họa chắc chắn sẽ đến với mình. Nhưng nhân quả thì nó sẽ không có thà bất kỳ ai. Khi mình làm ác thì nó sẽ cho quả ác, khi mình làm thiện thì sẽ cho quả thiện. Cho nên cái người thiện trí thường mà mình không có học, không hiểu biết về thiện thiện ác, không có biết phân biệt đâu là thiện, đâu là bất thiện, thì chúng ta thường mình làm ác thì mình vui trong ác đó. Mình thường thường là làm vui thích trong những cái điều đó, mình không có sợ hãi những đẹp, miễn làm sao mình thỏa mãn được cái tình cảm của mình, miễn làm sao mình thỏa mãn được cái cảm xúc, miễn làm sao mình thỏa mãn được cho những người yêu thương của mình, cha mẹ, con cái, vợ chồng, được giàu sang, được phú quý, thì mình làm đủ mọi cách để mình có được. Và khi mình có được, mình cảm thấy mình thành tựu được gì đó. Nhưng mà kính thưa quý vị, khi mà cái quả nó xảy đến thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ đưa chúng ta đến một cái sự đau khổ, khóc lóc than van. Rồi từ cái đó, cái sự đau khổ nó đến cho mình,
thì chúng ta sẽ phát sanh tâm héo sầu, rồi bắt đầu đưa đến những cái trạng thái cúng kiến cầu xin van vái đi chùa bà này ông kia để cầu cho được có được làm ăn trở lại, được tốt đẹp, có được sự giàu sang trở lại, vân vân. Mình sẽ làm đủ mọi cách để mình gây dựng lại những cái đó để bảo vệ cái tình yêu của mình. À, đó là như vậy. Thì khi mà chúng ta có một cái sự mà về mà nuôi mạng bất chánh thì hậu quả nó đến chắc chắn chúng ta sẽ không thể nào mà tránh khỏi những cái sự mà đau khổ. Thì do như vậy trong Pháp Cú Kinh đó, chúng ta cũng đã từng nghe những cái câu Pháp Cú rất là gần gũi, rất là xác thực để giúp cho mình thấy được những cái vấn đề mà chúng ta làm. Như câu kệ ngôn Pháp Cú số 67 thì được kệ như vậy: Na tăng cam ăn ca tăng sa thu văn ca toa nu tập ba ti ya sa su mu kho rô đăng vi ba căn ba ti se wa ti. Người làm không chánh thiện, làm rồi sanh ăn năn, mặt nhuốm lệ khóc than, lãnh chịu quả dị dục. Tức là người mà làm không chánh thiện á, làm những nghề nghiệp không chánh thiện, những cái nghiệp làm không chánh thiện, khi mà làm rồi sẽ ăn năn, làm rồi tâm bất đức ăn năn, rồi mặt nhuốm lệ khóc than, và khi lãnh chịu những cái quả dị dục. Cho nên chúng ta thấy là mình cần phải cẩn trọng trong cái vấn đề mà đời sống chúng ta đừng nên tạo những cái nghề nghiệp bất chánh, dù cho bất kỳ lý do gì, nuôi vợ nuôi con, nuôi chồng nuôi con, nuôi cha nuôi mẹ, và chúng ta cố gắng mình sống trong cái chánh mạng, nuôi mạng cách chân chánh, tạo những cái thiện nghiệp để giúp cho chúng ta không bị rơi vào trong những cái trường tình huống mà mắt nhuốm lệ khóc than, lãnh chịu quả dị thục. Khi mà lãnh chịu quả dị thục thì quý vị biết là khi mình làm ác nghiệp á, thì cái quả dị thục mình sẽ đưa chúng ta đi qua những cõi khổ. Nếu mà nhẹ nhẹ thì cũng súc sanh, ngạ quỷ, atula, nặng xíu nữa thì đi xuống cõi địa ngục luôn. Và quý vị biết trong cái cảnh giới địa ngục á, chúng ta biết nó không đâu xa, cái gì trong bộ chú giải của những bậc thánh người ta ghi chép lại và được những vị thánh tăng dịch lại, thì cái cõi địa ngục á, được biết là nằm ở trong lòng địa cầu của mình á. Trái địa cầu mà nó nằm ở trong cái lòng địa cầu á. Và có tám cái tầng đại địa ngục nằm ở trong lòng địa cầu, và như vậy chúng ta thấy là nó cũng không có xa cho mình bao lâu, bao xa. Chúng ta đọc cái chú giải và cái địa ngục mà thấy ớn lạnh, lần đọc thấy mình thấy quá khủng khiếp ha. Đấy, những chúng sanh sanh trước đó là quá sanh hết, những loại quá sanh ra là có hình hài nhưng mà sắc cũng về sắc tế người thường không thể thấy được. Là những chúng sanh đó dù cho bây giờ mình có dùng khoa học tân tiến cỡ nào, mình có khoan xuống hoặc là mình rọi X-ray xuống dưới giữa lòng địa cầu, mình cũng không thấy gì, bởi vì tất cả đều là giống như là vô hình ha, về quá sanh. Thì những chúng sanh ở dưới cõi địa ngục phải chịu lãnh những cái quả rất là khủng khiếp. Chúng ta thấy đọc tới cái đó là chắc có lẽ là chúng ta cũng có đôi khi cũng khởi ý muốn trình bày về đó, nhưng mà thấy ghê quá thì thôi để chắc cũng khoan, tại vì nghe cái đó chúng ta sợ lắm, nghe rất là sợ. Đọc những cái chi phần của nó giải thích về những người khổ mà bị sanh chúng nó thì rất là khủng khiếp. Cho nên chúng ta phải vì thương mình rồi phải cố gắng, là quá khứ thì qua qua rồi chúng ta bỏ, học tính ha. Quá khứ thì giờ lỡ có làm gì đó thì cái chuyện thuộc về quá khứ, giờ mình muốn sửa cũng không được, nó đã qua rồi. Những cái việc ác gì mình đã làm trong quá khứ, những việc xấu gì mình làm quá khứ thì mình bỏ qua hết, quên nó đi. Thứ nhất là quên nó, thứ hai đừng bao giờ để cái tâm hối
Mình đừng để cái tâm hối hận. Mình để cái tâm hối thì nó là một trong những cái trạng thái thuộc về bất thiện, mà nó làm cho cái tâm mình là bức rứt sầu não, và nó lại là nhân xấu. Nhân xấu nó sẽ cho quả xấu. Cho nên khi chúng ta đã lỡ rồi, nó thuộc về quá khứ rồi đó, thì ta phải khéo tác ý. Mình phải tác ý là những cái việc nó đã qua rồi, nó qua rồi thì thôi mình cố gắng mình kể từ hôm nay cho đến khi mạng chung, mình nguyện là đừng bao giờ mình tái phạm nữa, đừng bao giờ tái phạm vào những điều đó nữa. Thì như vậy tâm mình sẽ không bị bức rứt, ăn năn hối hận, bức xúc, và tâm mình trở nên tốt đẹp, thanh tịnh. Và từ đó chúng ta an trú vào trong pháp, cố gắng học, cố gắng hành thiền, cố gắng tạo những cái thiện phước này kia kể từ phút này cho đến giờ phút lâm chung. Và có như vậy khi mình làm được cái điều đó thì chúng ta sẽ trở nên là thanh tịnh trở lại, trở nên tốt đẹp trở lại, và giúp cho mình có một đời sống hạnh phúc. Cho nên cũng vậy, nếu mà với một cái chữ tình này đó mà mình đối với một người mà có trí tuệ, một người có kiến thức, một người có cái sự mà sâu sắc á, thì họ không vì một cái chữ tình này mà họ làm điều ác điều xấu. Họ luôn luôn là tránh né những cái điều ác, tránh né những điều xấu, không hại người, không hại mình, không đem đến đau khổ cho chúng sanh, sống trong an lạc, sống trong cái sự mà thiện pháp. Và như vậy mình phải làm như vậy, mình phải là người có một cái sự trí tuệ, một sự thông minh để mình xử lý trong mọi tình huống, dù cho cái tình cảm của mình nó có bị mà sức mẻ, mình có bị đau khổ nữa, thì mình cũng phải làm để mà gìn giữ cái thiện pháp, gìn giữ cái sự trong sạch của mình. Mình không phải vì một cái tình cảm nhỏ nhặt mà mình phải hại chính tự thân của mình. Và quý vị biết cái đời sống của mình nó ngắn lắm. Chúng ta quay qua quay lại cái là mình già hết à. Xoay tới xoay lui cái thấy cận kề cái chết à. Nhất là cái thời buổi giờ đó, chúng ta thấy không? Nhiều người mới thấy nó ngon lành nó đùng cái là tiêu tùng, và chết một cách là khổ sầu, chết chết thảm. Chúng ta thấy là như vậy là cái chết của con người mình nó rất là dễ dàng, và cái sinh mạng của chúng sanh nó rất là mỏng manh. Cho nên chúng ta phải thấy được cái điều đó, mình phải nhận thấy cái đó. Và Đức Phật thường khuyến chúng ta hay nên suy niệm về sự chết, thường xuyên suy niệm về sự chết, để cho chúng ta cố gắng nỗ lực tinh tấn để mà thực hành thiện pháp. Chứ mình không suy niệm về sự chết, mình cứ tưởng là mình còn ngon, tưởng mình còn đẹp gái, còn xinh xắn, tưởng mình còn trẻ đẹp, còn khỏe mạnh trai tráng, mình không thèm làm gì hết, mình lo ăn chơi, mình lo mình tạo những cái sự ác nghiệp. Nhưng mà đến lúc già rồi tôi mình mới thấy rằng cái quãng đời mà từ trước từ giờ trở ngược về trước, mình sống trong thường thường mình sống trong những cái ác pháp nhiều, là những cái thiện pháp rất là ít. Và do như vậy cái mà hành trang của mình để mình ra đi thì quả thật nó quá yếu. Cho nên bây giờ chúng ta phải cố gắng bằng bất cứ giá nào, chúng ta phải cố gắng nỗ lực, không được kiểu này mà nỗ lực kiểu khác. Ví dụ như mình không có khả năng về hành thiền, mình hành thiền không nổi, người mình không có cái khuynh hướng về cái đó nhiều, thì chúng ta hành ít thôi, mình hành ngày ví dụ 10 phút 15 phút cũng được, chứ không có gì hết, miễn làm sao chúng ta có tạo được cái thiện pháp. Rồi chúng ta học, chúng ta cố gắng học pháp, vô học Pali, mình tập đọc những câu Pali, những câu pháp cú này kia để chúng ta gieo trồng cái thiện nghiệp cho mình. Rồi nếu mà hữu duyên nữa chúng ta học cao hơn nữa, đi sâu vô lần lần học kinh Trung Bộ, Trường Bộ, Tăng Chi, chúng ta ngồi chúng ta đọc, đọc cho chúng ta thấy có được một cái tri kiến về đạo pháp. Rồi được hơn nữa chúng ta hãy vô học Phật pháp. Mình học vô ví dụ pháp, chúng ta cố gắng động não và mở mang trí tuệ mình để mình thấy được những chi pháp trong cái giáo pháp của Đức Phật như thế nào. Thì như vậy chúng ta đã gieo cho mình những cái chủng tử lành, những cái chủng tử thiện, để cho cái đời sống của mình từ bây giờ cho đến lúc mà cái hơi thở nó ngưng hay cái gì, nó thở ra mình không thở vô thì coi như là vẫn còn không. Nhưng mình có thiện pháp thì mình không có gì sợ hết. Mình có thiện pháp. Giờ thí dụ như bây giờ nếu mà chúng ta lỡ mà có con virus nó chui vô, cái con corona nó chui vô nó cắn mình cái, mình tự thì mình cũng không có sợ, bởi vì mình có đầy đủ.
vốn liếng về thiện pháp mình có. Mình có quy y tam bảo, mình có thọ trì giới, mình có hành thiện pháp, mình có làm nhiều thiện nghiệp. Giờ nó có cắn mình chết nữa, thì giờ mình bỏ cái xác này, cái xác thân này của con người mà già nó héo sầu, không có gì mà quý giá hết. Mình bỏ nó, mình lấy cái cõi trời, mình sanh về cõi trời đau lợi, mình sống khỏe re. Cho nên khi mình có thiện pháp, mình có vốn rồi, tâm mình nó vững lắm, tâm mình không có sợ, tâm mình nó không có bị rúng động trước cái chết. Tâm mình nó sẽ bình thản, mình sẽ rất là tự tại. Nếu mình có được cái thiện pháp trong tay, giống như mình có được những cái bủ bối trong tay. Vì vậy nếu mà ai mà làm được những việc lành thì đó là một cái điều hạnh phúc ngay trong cái hiện tại này. Thì như vậy câu pháp cú số 38 cũng nói về vấn đề này. Phần cha cam ăn cả tăng sa thu yang kat toana nu tập ba ti yat sa ba ti to su ma no vi ba kang ba ti se wa ti. Nghiệp nào là nghiệp lành? Làm rồi không ăn năn, hoan hỷ ý đẹp lòng, hưởng thọ quả chi thục. Cái thôi này, câu này nói lên một cái nghiệp mà chúng ta làm. Nghiệp nào là nghiệp lành? Chúng ta tạo được những nghiệp lành thì mình làm rồi mình không có gì ăn năn chứ. Mình làm rồi là mình không còn có sự ăn năn hối tiếc kìa, bởi vì mình đã tạo được những nghiệp lành, những cái nghiệp tốt, những cái thiện pháp trong sạch, những cái đức pháp mà tốt đẹp. Và lúc đó chúng ta hoan hỷ ý đẹp lòng, tâm mình được hoan hỷ với thiện pháp, ý mình được đẹp với đẹp lòng với những thiện pháp như vậy. Và khi mình làm được nghiệp lành, mình không có sự ăn năn hối tiếc, luôn luôn hoan hỷ trong thiện pháp như vậy, thì chắc chắn rằng cái quả dị thực chúng ta sẽ được hưởng một cách tốt đẹp. Chúng ta sẽ được hưởng trọn vẹn những cái điều này do cái nghiệp lành của mình đã làm. Và khi chúng ta từ bỏ cái mạng này ra đi thì chúng ta sẽ tái sanh về nơi an vui hạnh phúc, chắc chắn là cái điều đó không thể sai được. Chúng ta sanh về những cái cõi an lành hạnh phúc, từ đó chúng ta cứ tu tiếp dần cho tới khi chúng ta chấm dứt được dòng sinh tử luân hồi. Như vậy đó là chúng ta làm được những cái thiện pháp, từ cái chữ tình đưa đến cái chữ tiền, đối với chúng ta như vậy. Rồi thì kính thưa quý vị, nhưng mà trong cái vấn đề tình này, cái gì thường thì dính vô nhất là về tình yêu, thì chúng ta rất là dễ bị mù quáng, mình rất là dễ bị che lấp, rất là dễ bị lu mờ cái lý trí tuệ của mình, nó bị giống như là cái màn đen nó che, nó che lấp bởi cái mà chúng ta cho rằng những cái tình yêu mà chúng ta cần phải bảo bọc, cần phải gìn giữ. Thậm chí đôi khi chính mình tự gạt mình, mình tự gạt cái tâm mình, mặc dù mình biết là như vậy là sai lầm và như vậy là không đúng, rồi mình gạt cái tâm mình, tự mình gạt mình bất chấp tất cả, miễn sao mình có được tiền bạc đầy đủ để mình lo cho thân quyến, lo cho gia đình, lo cho vợ con, lo cho là cha mẹ anh chị em vân vân, mình lo cho cá nhân của mình, lo cho cái xác thân của mình được ấm no, được hạnh phúc, được này kia. Lúc đó chúng ta vì cái tình yêu thương mà chúng ta bất chấp tất cả. Cho nên thường được nói là ái luyến thì sanh ra bám thủ. Khi mình ái luyến, mình sanh ra cái sự bám thủ. Mà do bám thủ phát khởi thì những cái kiến chấp sai lầm của mình, mình phát sanh những cái kiến chấp sai lầm. Mình cho đúng mà mình vẫn cho là sai, ác mình vẫn cho là thiện. Thì như vậy khi mà mình có một cái sự luyến ái rồi làm cho cái tâm mình bị u tối, u mê đi. Mình làm cái gì sai mình không cho là sai, mình làm việc ác mình không cho là ác, mình cho là miễn làm sao kiếm được tiền bạc tài sản để mà mình nuôi vợ, nuôi con, nuôi gia đình, và hàng loạt những cái tà tư duy nó phát sinh. Khi mình sống như vậy thì bao nhiêu cái tư duy nó phát sinh thuộc về tà, nó đưa chúng ta đến những hành động
xấu xa tội lỗi, những cái nghịch lý với cái đạo đức, là những cái sự mà coi như là khó mà giải nói được, và chắc chắn nó đem cho chúng ta đến hậu quả. Nếu mà trong kiếp sống này chúng ta sống vì tình rồi vì tiền, rồi chúng ta làm những cái ác nghiệp này kia, mà nếu trong cái đời sống hiện tại này mà quả nó chỗ khác thì chúng ta sẽ biết là trước mắt là chúng ta thấy là cái chữ tù, chắc chắn là chúng ta sẽ bị dính vô tù tội, thì do mình làm ác, mình làm bậy, làm bạ cái thân mình thì trộm cướp, tìm cách đánh đập người này, sát hại người kia để mà mình kiếm được tiền bạc để bảo vệ cái tình cảm của mình. Rồi khẩu của mình thì nói dối, nói gạt, nói đâm thọc, nói chia rẽ, nói đủ kiểu để miễn sao có tiền. Mình làm đủ kiểu để miễn sao mình có tiền, mình được thỏa mãn. Thì chúng ta thấy trên đời này rất là nhiều vấn đề này. Họ có thể đập người này, sát hại người kia, họ có thể lừa gạt người này, đâm thọc người kia để họ tạo dựng cho mình có một cái tài sản, một cái nghiệp, một cái danh vọng. Và ngay cả ý chúng ta khởi lên những cái tư tưởng rất là tà bạc, khởi lên những tưởng rất điên đảo, những cái gọi là ác tư duy. Mình khi mình khởi ác tư duy như vậy thì không có chuyện gì chúng ta không dám làm. Và do những cái tội lỗi phát sinh từ cái chữ tình, cái tình nó đưa đến cái chữ tù ngay trong cái kiếp sống hiện tại này. Và khi chúng ta bị rơi như vậy thì đời sống của mình như vậy, tôi biết là bước vào cảnh tù tội thì đem tới cái sự đau khổ rất là khủng khiếp. Và ngay trong cái kiếp sống hiện tại này chúng ta phải trả những cái quả mà mình đã làm, và những cái cảm thọ đau khổ nơi tù tội đó, chúng ta sẽ thấy là nó không có đơn giản như mình nghĩ đâu, rất là kinh khiếp, rất là dễ sợ. Ngày xưa đó, cái gì lúc mà tôi còn học sinh, là còn sinh học khoảng lớp 11, 12 đó, thì tới nhà một người bạn đó, thì tới định rủ anh em đi học chung mà, tới đó đứng giữa cái tường ở nhà nó bên trong hẻm ở đâu như Bùi Viện thì vậy, thì mà tới đó thì đứng dựa dựa lưng cái tường cái nhà, chờ nó lấy cặp lấy đồ ra đi học. Thì đứng tự nhiên đùng 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 cảnh sát bay tới chụp bắt, bắt mình cũng không biết trời đất gì đó, chụp bắt đẩy lên xe chở đi. Thì mình cũng không biết chuyện gì xảy ra, ủa sao vậy, làm gì đâu bắt tôi. Mấy ông nói, mày lên đây là biết sao à, lên bắt lên xe xong đẩy chở tuốt vô chỗ nhà cảnh sát, nhà cảnh sát nó đường Trận Đạo, đẩy vô đó. Thì vô đó đẩy vô tù cái gì, lúc đó mình mới thấy vô tù mới thấy nóng lạnh, trời ơi, trời ơi. Vô đó ngay ngày chủ nhật nữa, đâu có bảo lãnh được, ngay ngày chủ nhật thấy nó thôi rồi, rồi nó kêu tên chúng tôi, kêu chúng tôi tên là Đặng Quy Hoàng, nó kêu Đặng Quy Hoàng, mình dạ, nghe nó nói là cuộc đời con đáng tối rồi con. Trời, mình nghe câu đó là muốn xỉu luôn. Nghe cái câu cuộc đời con đang tối rồi con là thấy muốn xỉu. Vì thế, vô tù là còn ác quỷ, Dracula, dữ dằn lắm. Những tay mà bị nhốt chung rất ngầu, rất là dữ. Nhìn thấy sợ luôn, xăm mình, xăm mấy đủ thứ. Chùa bên đây, cái tù bên đây là tù nam, là thứ dữ không à. Mà mình giống như mình học sinh mà, học sinh lớp 10, 11, 12 là mặt mày nó chẹt. Trắng tại trẻo rồi vô thấy toàn đầu trâu mặt ngựa không, nhìn sợ thiệt, đúng là cõi địa ngục thiệt. Nhìn qua bên cái tù kế bên là toàn nữ mà xăm mình đầy rồi thứ dữ không, nó xăm mình mà từ dưới chân xăm lên hình con chuột chạy vòng 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 thấy ớn thiệt. Vô đó mới thấy là ở tù là đúng là ghê gớm, thì đúng là mình phước mình còn, phước mình chắc phước tu kiếp nào đó mình chỉ bắt ai có chút rồi mình thả ra thôi. Giờ bị bắt vô chút xíu đó, chưa có gì đó. Tới giờ trưa cái mẹ thằng cảnh sát nó tới, nó nói giờ thằng nào muốn ăn cơm đưa tiền đây, đóng tiền. Thì ăn cơm đóng tiền thì ai cũng lấy tiền đóng, thằng nào cũng đưa, mấy thằng mà ngu ngu như mình cờ cờ chứ không biết, cái có nhiều tiền đưa nó,
Vừa xong đi tới ba chiều cũng thấy lại luôn. Đi luôn. Đói, bỏ đói luôn, lấy tiền đi mất tiêu. Mấy cảnh sát tiệc đúng hết nói nổi. Rồi xong thì cũng may phước ông già ông bố ông quen nhà tổng nhà cảnh sát rất là mạnh, vô lãnh ra về vô đó mình mới thấy là cảnh tù tội khủng khiếp. Cho nên chúng ta phải biết là mình chưa có nếm những cái đó, mình chưa có biết mùi cái đó, mình chưa có biết đó. Thì mình nếm rồi giống như là canh vậy, mình chưa ăn mình chưa biết mùi đó. Nhưng mà khi mình nếm mình ăn rồi mình mới biết được nó như nào, dù cho mình chưa ăn mà người ta diễn tả gì đó, mình cũng không có cảm nhận được, nhưng mà đến lúc mình ăn rồi mới thấy ghê gớm, ăn rồi mới thấy được cái vị của nó. Thì như vậy qua vấn đề đó chúng ta thấy là bị làm, nhưng mà cố gắng đừng có để cho cái những cái ác nghiệp nó xảy đến với mình. Những cái gì quá khứ thì chúng ta không có truy tâm, bỏ qua hết. Hiện tại thôi, sống trong hiện tại, cố gắng an trú trong pháp, cố gắng an trú trong những cái thiện sự. Những cái thiện sự nào mình làm được trong khả năng mình cứ làm, và cố gắng tinh gần tinh tấn nỗ lực thực hiện đó. Những cái thiện sự công đức nhỏ nhỏ như phục vụ cho cha cho mẹ cho chồng cho con mình vân vân, thì nó cũng là thiện sự. Nếu mình khéo tác ý thì nó sẽ trở thành một cái thiện pháp, và chính nhờ nhờ có những thiện pháp đó giúp cho mình có đời sống tốt đẹp, đời sống an vui. Còn nếu mà mình không chịu làm, không có sự suy nghĩ tác ý theo cái thiện pháp thì chúng ta khó làm lắm. Làm cái gì cái tâm ganh tị mình nó cũng phát sinh, làm cái gì cái tâm ích kỷ mình nó cũng phát sinh. Hơi sức đầu làm mệt quá, ông chồng nó làm biến nó làm cho ông ăn vậy ha, kệ ông là ông làm như làm ha. Mình phát sinh cái tâm coi như là mình không muốn phục vụ cho chồng cho con mình, thì chính như vậy chúng ta mất những cái phước đó, và chúng ta sẽ khởi lên những cái toàn những cái tư tưởng thuộc về bất thiện, ganh tị, ích kỷ, bỏng sẻn vân vân, thì không tốt đẹp cho mình. Cho nên chính vì như vậy chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng thiện pháp hay bất thiện pháp nó đều nằm trong tay của mình hết, không ngoài đâu. Thiện pháp hay bất thiện pháp nằm trong tay chúng ta. Hãy mình lật tay ngửa thì là bất thiện pháp, mình lật úp là thiện pháp. Cho nên chúng ta biết là khi mà mình muốn có thiện pháp mình phải khéo tác ý để mình cho cái tâm mình ngay ngắn đúng đắn, đúng theo thiện pháp thì nó sẽ thành thiện pháp. Còn mình không khéo, mình ngu muội, mình thiếu tác ý, mình si mê thì tâm mình trở thành bất thiện pháp. Nó là một cái đường tơ cái bắp mình lật qua lật lại những cái, thì từ bất thiện nó thành thiện và từ thiện nó thành bất thiện. Cho nên chúng ta phải khéo léo, phải phân biệt được, hiểu rõ được đâu là bất thiện, đâu là thiện, pháp nào là pháp bất thiện, pháp nào là pháp thiện một cách chính xác chứ không có lẫn lộn. Chúng ta không để cho nó lẫn lộn là thiện cũng là bất thiện cũng là thiện. Như vậy chúng ta sẽ mệt mỏi với những đề này. Cho nên khi mà trong cái đời sống, từ cái tình đưa đến tiền đưa qua cái tù tội vân vân, thì chúng ta thấy đời sống loanh quanh chúng ta sẽ chạy vòng vòng trong những cái pháp tục pháp thế gian này. Và những cái pháp này nếu mình không kéo tác ý thì nó chúng ta đến những cái cảnh giới rất là đau khổ, đưa chúng ta sanh vào những cái cảnh mà, như là nếu mà lỡ mà sanh xuống địa ngục quý vị thấy là thiệt thôi không biết sao. Cho nên sẵn cái vụ mà nó là cảnh giới địa ngục, chúng ta đọc trong kinh có nói rằng chúng ta nên làm phước thường xuyên, hồi hướng phước cho diêm vương. Có gì đừng quên nha, khi mình làm phước mình đừng quên diêm vương. Mình nhớ hồi hướng phước về phước lành mình làm đi, là học gì pháp học kinh hay là mình ngồi thiền đã xong rồi mình hồi hướng phước cho diêm vương. Có thể là tối mình ngồi thiền mình gom lại phước nguyên ngày đó mình làm được gì đó, hoặc là trong tất cả những phước báo mình làm hồi hướng cho diêm vương. Cầu mong phước báo này chảy đến diêm vương ha, cầu mong ngài được thọ lãnh phước báo này và nhớ hộ trì chuyển voi. Thì khi mình có hồi hướng cho diêm vương đó, nếu mà lỡ xui lỡ xui lỡ mà xui giờ phút cận tử mình khởi tâm bậy bạ
khỏi lên tư tưởng bất thiện giờ phút chót, mình sanh xuống địa ngục một cái thì gặp Diêm Vương thì mình cũng đã hối lộ, ông cũng nhìn mình, ông còn thương tình, ông còn nhắc nhở cho mình đó, con trên đời con làm được gì chưa, tiện phước gì không, ông nhắc nhở cho mình để mình khơi lại cái tâm mình, để nhớ lại cái thiện pháp, những cái thiện pháp mình đã làm, những cái thiện sự nào mình làm, thì ông Diêm Vương ông hồi hướng là ông nhớ lại, ông nhắc cho mình nhớ lại, ông nhắc cho mình nhớ. Và khi mà nó có cái đặc biệt cái trong chú giải đó, khi mà mình nhớ được cái thiện phước á, mình nhớ lại trong cái cảnh giới địa ngục đó, mà mình nhớ lại là mình chết liền hay cái gì, chết liền ngay khỏi địa ngục, tử và tái sanh về cõi người của đời liền. Đặc biệt thù thắng là cái chỗ đó. Thành ra chú nói chung là chúng ta còn có đường thoát, nếu mà lỡ rơi xuống cảnh giới đó mình còn có đường thoát, do nhờ có hồi hướng phước cho Diêm Vương, rồi ổng nhắc nhở cho mình những thiện pháp mình nào mình đã làm mình hồi hướng cho ổng, thì nếu mà chúng ta xui mà rớt xuống dưới thì ổng tới ổng nhắc nhở mình và khơi dậy cái sự nhớ của mình để cho mình thoát khỏi cái cảnh giới đau khổ đó, còn không thì mệt mỏi hối lộ gì trước thì đi đâu vậy, đâu vậy, đâu sống trong đời sống nào cũng vậy, nhất thân gì thế thì đâu cũng phải hối lộ, phải đút lót mới yên được, không thôi là mệt mỏi. Với tụi nó nhất là những tên mà dữ dằn, Diêm Vương hay là những cái tên mà không ngang không nghiết là dữ dằn, chúng ta không hối lộ không qua khỏi đó, như ngày xưa chúng ta bị cảnh sát bắt nhưng mà cũng phải hối lộ tốn tiền dữ lắm mới ra được, đó là cái vấn đề. Thì như vậy do từ cái chữ tình đưa đến tiền, tiền đưa phát sanh cho chúng ta phải bị làm tội, làm tình bị vô tù rồi gây tội lỗi trong tù rồi đưa đến những cái hậu quả, và chúng ta sẽ thấy rằng không những một kiếp này và đến nhiều đời nhiều kiếp sau đưa chúng ta không có một cái đời sống an lạc nào hết, nếu chúng ta không có sự biết pháp, không có sự hiểu về giáo pháp, không có cái sự mà cân nhắc để mà làm phát triển trí tuệ. Và do như vậy nếu mà chúng ta thiếu cái nhiều lý tác ý thì những cái pháp bất thiện nó sanh, và những cái pháp bất thiện quý vị học quy pháp quý vị cũng thấy rồi đó, thì nó có 14 cái thằng bất thiện, mà đi đầu của nó là cái thằng si, thằng si là cái thằng ngu si, cái thằng mê muội, thằng u tối, cái thằng không thấy rõ những điều đáng thấy mà chỉ thấy những điều không đáng thấy, nó là si vô tàm, không hổ thẹn, không ghê sợ tội lỗi, si vô tàm vô úy rồi phóng dật, rồi từ đó tham tà kiến ngã mạn sân tật lận hối hôn trầm thị miên hoài nghi, thì 14 cái thằng bất thiện này nó sẽ làm chủ tình hình, nó sẽ xoay dần cuộc đời sống của mình, nếu mình không khéo sử dụng tâm, không khéo tác ý, không khéo hướng tâm cho nó đúng, thì 14 thằng này nó sẽ dần mình, nó sẽ dần mình cho đến khi nào chúng ta lìa bỏ cõi đời này và đi xuống dưới Diêm Vương. Cho nên học pháp là chúng ta phải nhớ pháp, rồi nhớ pháp là phải biết dụng pháp, phải biết sử dụng pháp đúng lúc đúng thời, phải khéo léo sử dụng pháp. Khi mình học được 14 thằng bất thiện là mình biết rồi, mình biết nguyên nhân nào phát sinh đó, mình biết trạng thái ra sao, từ đó chúng ta lèo lái cái con thuyền của mình đi, mình hướng cái tâm mình để xa rời những cái thằng này, tách rời đó. Và con đường duy nhất chúng ta là chỉ có con đường hướng thiện, con đường để tạo những thiện pháp, con đường tu tập, con đường hành về tứ niệm xứ để giúp chúng ta từ từ rời rời xa những cái cảnh khổ và sanh về những chỗ an vui, và lúc đó chúng ta từ đó chúng ta đi đến cái mục đích cuối cùng của mình là giải thoát khỏi mọi sự đau khổ. Nam mô Bụt Tha Giá. Hôm nay đột xuất xin gửi đến quý vị một đề tài cũng khá vui vui, cầu mong do phước báo này xin chúc tất cả luôn an vui, sống lâu sắc đẹp và có trí tuệ sáng suốt, thành tựu chánh trí ở cả thế. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tam Bảo Giá, Nam mô Sa Di Đà. Rồi xin tạm biệt và cho lâm nha. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân thầy kinh, giờ đột xuất mà thầy cũng giảng quá hay thưa thầy. Dạ hồi nãy thầy có nói cái vụ mà
nhỏ nhỏ kia đó thầy. Con thấy con ngồi chờ hoài không thấy thầy nói khúc đó, chắc để lần sau hả thầy. Dạ bây giờ xin lớp có câu trả lời nào dâng đến cho thầy thì mọi người có thể giơ tay lên nha. Giờ này là giờ thầy kinh cho trả lời câu hỏi. Chắc mình có cỡ 50 phút gì nữa. Xin quý vị có cái câu hỏi nào. Cao Vinh nè, Hà nè, Anh Lý nè, Quang Phan nè, bé Châu nữa, xin mời nha. Dạ chị Nhung ơi, chị có câu hỏi gì không? Có sẵn thầy đây, xin mời mọi người nha. Rồi thà xin mời Ca Vinh. Dạ con kính chào sư, con kính chào thầy, con kính chào đạo tràng. Dạ hồi nãy sư có nhắc về tác ý không khéo đó, vậy thì xin sư đi cho vài ví dụ, điểm ví dụ như là mình làm việc gì và mình suy nghĩ như thế nào để mình có được tam phước đó, sư. Phước Phật, phước đức, phước trí đó sư. Một công việc thì mình cũng có thể được ba cái phước đó. Nhưng mà nếu mà người tác ý không khéo đó, thì họ chỉ có được có một. Còn người có tác ý không khéo thì họ có được cả ba. Vậy xin thầy cho ví dụ và đi sâu vào cái cách tác ý không khéo như thế nào để được cả ba. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ, con xin xuống mic. Chào tất cả. Mày tính anh Mỹ phải không? Mỹ tính gom xong lượt luôn. Tính vô đặt số cái là gom liền vậy. Khỏi chờ gom lượt ba cái luôn. Rồi. Kính thưa quý vị, trong cái vấn đề mà mình làm phước nó rất là nhiều khê, nó nhiều vấn đề đúng không thầy? Thì mình làm một cái chẳng hạn như ta nói về bố thí đây, chẳng hạn mình bố thí, mình đem một cái vật thực bố thí cho một người nào đó. Bây giờ mình bố thí cho một cái thằng ăn mày đi, thì khi mình thấy thằng ăn mày tới đó, mình thường mình cái tâm mình nó khởi lên cái sự giống như là mình coi thường, mình coi thường cái thằng ăn mày đó. Rồi khi mình coi thường mình thấy nó đứng nó xinh xinh, mình thấy thôi cũng tội, kệ cho này, lấy ra chút đỉnh tiền cho đi cho xong rồi để lại nhầy mệt. Thì như vậy đó, chỉ có một cái chút xíu đó thôi là chúng ta tạo là coi như là không có một cái sự tác ý khéo, nhưng mà không có cái sự học hỏi, không có sự khéo léo tác ý trong cái này, bởi vì chúng ta không như lý tác ý. Bởi vì khi mà chúng ta thấy đối tượng mà tâm mình khởi lên cái sự coi thường là chúng ta làm một cái dở của mình. Mình thấy là mình khởi lên là một cái dở. Cái thứ hai là mình cho nó giống như mình cho kiểu mà bố thí, mình cho ăn mày, cho để dẫn đi rồi. Là hai cái dở thứ hai. Cái dở thứ ba là khi đi rồi mình cũng không có sự ghi nhớ, không có sự nghĩ về cái phước mình làm. Đó là ba cái dở. Và do cho nên khi chúng ta làm phước như vậy, chúng ta là được cái phước rất là nhỏ nhặt, rất là ít. Nhưng mà cũng với đối tượng đó, nếu một người có học phương pháp, người có một khéo léo sử dụng tâm thường xuyên thì người ta sẽ khác. Thì người thấy ăn mày tới thì người ta sẽ kiểm soát tâm mình liền, mình giữ tâm mình đừng để cho nó nghĩ vậy. Mình khéo léo hướng tâm, ồ đây có người khổ tới, có này khổ tới, đây cũng là cái cơ hội để mình làm phước. Thì khi mình khéo tác ý như vậy đó, thì mình khéo mình nói ở đây là có một chúng sanh đang đau khổ và đây là cái cơ hội để mình tạo phước, thì lúc đó chúng ta sẽ phát sanh được cái coi như là yoniso manasikara, tức là mình khéo như lý tác ý bằng thiện pháp, tâm mình khởi sanh được cái thiện pháp, có sự hiểu biết đó, là có trí tuệ, và rồi mình cho người đó với một cái tấm lòng thương yêu, với một cái tâm từ rộng mở,
mình cho với người sự thương yêu, giúp cho người này có được cái miếng cơm manh áo để được cái sự trọn vẹn trong cái đời sống, được tốt đẹp trong cái đời sống. Mình không có coi thường, mình không có cái sự mà phân biệt là giàu nghèo, mà cho người đó với một cái lòng thương yêu của mình. Và sau khi mình cho xong, mình hoan hỷ với cái thiện pháp mình làm, thì như vậy chúng ta sẽ cho một người ăn mày thôi mà chúng ta phát sanh được rất là nhiều nhiều cái tâm thiện mà hợp trí tuệ, đầy đủ tam tư, tư tiền, tư hiện, tư hậu đầy đủ. Và khi mình cho như vậy, mình hưởng được vừa phước vật, phước đức, phước trí đầy đủ và phát sanh rất là nhiều cái lợi lạc trong cái đời sống của mình. Và kết quả sẽ đem đến chúng ta chắc chắn là sẽ được an vui, chỉ cần chúng ta khéo hướng dẫn tâm mình, điều tâm đúng pháp. Đây là kêu coi như là nghệ thuật làm thiện pháp, chứ không phải là một cái chuyện đơn thuần, mà cũng còn thật sự cũng không có dễ đâu quý vị, cũng rất là khó, là nó không có đơn giản như mình nghĩ, mình phải tập dữ lắm mới có thể tạo được cái thiện pháp như vậy. Đó là nói trình bày sơ sơ ha, để quý vị nắm vấn đề này. Nam mô Phật. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, con xin kính thay mặt đạo tràng kính tri ân thầy kinh đã trả lời câu hỏi cho em Kevin. Dạ, đạo tràng còn ai có câu hỏi không? Xin giơ tay lên. Dạ, dạ em dừng mic lại cho chị Nhung ạ. Dạ, alo, alo, đạo tràng có nghe được không ạ? Alo, alo, dạ, cảm ơn. Cảm ơn đại tràng đã cho biết tín hiệu. Dạ, trước hết con xin kính lễ ba ngôi tam bảo, con kính lễ chư tôn đức, con kính lễ thầy kinh, kính chào các anh chị ở trong room. Con có một cái ý nhỏ nhỏ như thế này, là bữa trước trong cái bài của thầy có dạy về cái chết thì có bốn cái nguyên nhân mà đưa đến cái chết, là hết tim, hết dầu, rồi hết tim và dầu, rồi cái có cái ác nghiệp nó chen vô. Thì đối với những người mà hiện nay mà họ chết do cái mà họ nhiễm COVID, thì họ chết như vậy là chết bất đắc kỳ tử, như vậy thì họ rất là đau đớn. Thì như vậy cái cảnh giới họ đi thì có lẽ là chắc chắn là đi cảnh giới xấu. Nhưng mà nếu mà những người này mà mình có thiện nghiệp thì họ có cân bằng được giữa cái xấu và cái tốt, tức là họ có thể nào mà họ họ sau cái, tức là họ có thể nào mà họ họ lên được tốt không, nếu mà trong những cái hoàn cảnh như vậy mà có thể nào họ có thể lên cảnh giới tốt được không ạ? Thưa thầy, dạ con xin nhờ thầy giúp đỡ ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Dạ mời thầy giá. Kính thưa chư tôn đức, kính chào quý vị. Thật sự mà nói cái nói vậy, khi mà một người mà chết vì cái mùa dịch này đó, chết trong cái đại dịch này đó, thì chúng ta không thể nào chúng ta nói được là người đó chết theo kiểu gì. Chết do hết tuổi thọ, hay chết do hết nghiệp, hay là chết do cả hai, hoặc là chết bất đắc kỳ tử, mình khó mà nói được. Bây giờ mình chỉ đoán thôi, mình chỉ nói theo cái kiểu giả sử, thí dụ như người đó già, người đó ông già này, ông già già thì gặp cái virus do nhân gian do để phá người đó, thì người này cũng có thể là chết do hết nghiệp, cái nghiệp họ cũng tới giờ đó là phải bị cái trường hợp đó để mà chết, cũng có thể là như vậy. Hoặc là trường hợp một người trẻ mà bị thì có thể là do bất đắc kỳ tử, như cái tuổi thọ họ vẫn còn, cái nghiệp lực để mà cái nghiệp phước của họ sống nó vẫn còn dài, mà bây giờ bị cái này nó xen vô quốc rớt thì coi như là họ bị thuộc về bất đắc kỳ tử, chết đột ngột, chết bất đắc kỳ tử, chết ngoài cái bình thường, cho nên được gọi là chết bất đắc kỳ tử. Và nhưng mà về nói về cái cảnh giới tái sanh đó, thì thật sự khó mà nói được, bởi vì chúng ta đâu có biết được trong cái giờ phút cận tử, cái lộ tâm cận tử nó phát sanh đó, khi mà một người mà chết đó, chẳng hạn như giờ chúng ta nói người đó bị cái xe đụng đi, đụng rầm chết thì mình thấy là người chết liền, nhưng mà thực sự không chết liền đâu, họ không có chết một cách dễ dàng,
cái tâm mình nó không có đơn giản vậy. Khi mình đụng cái nằm vậy thì cái tâm nó bắt đầu nó hoạt động, nó tìm cảnh giới, thì lúc đó cái nghiệp nó bắt đầu xen vô. Vì chúng ta khó mà biết được cái đoạn cuối cùng đó là thiện hay là bất thiện, không ai mình không thể biết được đó đâu. Cái đó giống như mà trong kinh Đức Phật cũng có nói về một đàn bò để trong chuồng, có trắng có đen có, thì bây giờ mở cửa ra thì con nào chạy ra, con nào chạy ra trước, con đó đi, con đó là thoát. Thì như vậy bò đen hay bò trắng, nếu bò đen ra trước thì giống như là bất thiện nó sẽ ra trước, bò trắng ra trước thì bất thiện ra trước, thiện ra trước. Thì như nào khi mà chúng ta giờ phút tử, cái lộ tâm cận tử nó phát sanh, nếu là thiện nó khởi sanh lúc đó, thì dù cho có corona hay là tai nạn bất đắc kỳ tử gì đó, hay bất kỳ gì mà giờ chót là do cái thiện nghiệp nó phát sanh trong cái đời quá khứ của mình làm, trong đời sống hiện tại mình làm, hoặc là trong nhiều đời nhiều kiếp trước mình có làm nhiều, giờ phút đó đủ duyên nó tràn lại một cái đó, trong cái giờ phút cận tử nó tràn lại, nó sanh vô cái lộ động tốc của cận tử đó, thì chúng ta tử tái sanh về cảnh giới an vui liền, sanh người hoặc trời liền. Thì bởi vì cái lộ động tốc nó quyết định cái đời sống kế tiếp, chứ không có cái gì mà quyết định nữa. Lộ động tốc cuối cùng nó do nghiệp nó tái sanh, do nghiệp nó sanh, nó trổ sanh ngay đó, và chúng ta sẽ sanh về được an vui. Còn nếu mà giờ đó mà bất thiện nó sanh lên, cái nghiệp bất thiện bắt đầu nó phát sanh ngay giờ lúc đó thì coi như xong. Nhưng mà tại vì giờ đó nó lộ động tốc nó sanh xong nó tử liền, cái gì năm cái lộ động tốc xong rồi qua sát na tử, mà sát na tử vừa dứt thì sát na tục sinh liền, cho nên không thể nào thoát khỏi. Nếu mà giờ phút chót chúng ta khởi những cái tư tưởng bất thiện, thì chắc chắn là sẽ sẽ vào một trong bốn đường ác đạo. Và vấn đề này nó khó mà cho chúng ta điều động được cái lộ tâm của mình, bởi vì lúc đó nó nhanh ghê lắm, rất là khó. Cho nên chúng ta phải thường xuyên như vậy đó, phải thường xuyên làm việc thiện hoài đó, phải cố gắng làm hoài, suy nghĩ thiện, hành thiện, tác ý thiện, phải làm thường xuyên để nó trở thành coi như là thường, là thường nghiệp. Khi trở thành thường nghiệp rồi đó, thì tới giờ phút lâm chung đó, thì nhờ cái lực, cái lực của cái sự thường nghiệp mình quen mạnh rồi đó, thì mai ra giờ đó nó sanh khởi, thì chúng ta sẽ được thoát khỏi cảnh khổ. Hoặc là chúng ta làm những cái cực nghiệp, làm những cái nghiệp mà mạnh đó, chẳng hạn như mình thiền, đắc được sơ thiền, đắc được nhị thiền, đắc được tam thiền thì chắc cứu, đắc được, chưa nói được cảnh giới, chưa nói tới vấn đề đạo quả nè, chúng ta đắc được những cái thiền đó thôi, thì chắc chắn rằng tử một cái và chúng ta sanh về cõi trời và làm phạm thiên sắc giới, hoặc là đại phạm thiên vô sắc. Nó đều là chắc chắn nếu chúng ta tạo được những cái cực trọng nghiệp như vậy. Còn nếu mà mình tạo những cái cực trọng nghiệp mà thuộc về ác á, thì coi như là guarantee chắc chắn là chúng ta sẽ đi đọa địa ngục. Chẳng hạn là những cái tội nặng như giết cha giết mẹ đó, mấy cái tội đó, còn nếu gì tu sĩ mà phạm vô trong ngũ nghịch đại tội nó cũng là tiêu luôn. Thì những người mà dính vào ngũ nghịch đại tội đó, thì dù cho có làm thiện cỡ nào khi đó, sau đó có làm thiện gì đó, tới nhưng mà tới giờ phút cuối cùng đó, thì cực trọng nghiệp nó sẽ phát sinh lên trong cái lộ cuối cùng và sẽ đi bốn đường ác đạo, chắc chắn là như vậy, không thể thoát được. Đó là cái vấn đề mà chúng ta nên biết. Nếu mà bình thường đó, mà chúng ta không phải là một người tu tập mà đắc thiền cái này kia đó, là khi mà cơn bất đắc kỳ tử nó phát sanh thì khó biết lắm, vì khó biết là chúng ta sẽ đi về đâu lắm, khó biết là cái người đó sẽ đi về đâu. Nhiều khi mình nói chắc chắn là đi về cõi khổ thì cũng chưa chắc đâu, chưa chắc. Cũng như có nhiều người nói người đó làm ác cả cái đời, làm ác dữ lắm, chuyện ông sống là cướp giật, làm những chuyện ác độc, thì người đó chết chắc chắn đi địa ngục, chưa chắc. Chưa chắc nha, mình không có gì mà mình dám nói, mình không phải là thánh nhân đâu, mình không biết được đâu, có chắc chắn. Bởi vì biết là trong cái thời quá khứ nào đó của họ, trong nhiều đời nhiều kiếp đâu có biết được cái đời sống của họ, họ tạo rất là nhiều cái thiện nghiệp mạnh rồi đó. Thì tới giờ phút đó tự nhiên cái duyên cái lành nó sanh, nào phát sanh cái nghiệp thiện trong quá khứ họ làm phát sanh giờ phút cuối cùng, mặc dầu trong cái đời sống hiện tại họ làm ác, nhưng mà giờ phút cuối cùng cái thiện nghiệp phát sanh, họ sanh về cõi trời. Đâu có biết được, cuộc đời rất là khó biết được cái gì,
Cho nên chúng ta phải khi mà nói về Phật pháp, nói về những cái lý pháp, chúng ta đừng bao giờ mình khẳng định một cái gì 100%, không có gì 100%. Bởi vì cái dòng tư tưởng của chúng sanh mà khó mà chúng ta xác định được nó như thế nào. Đó là cái vấn đề chúng ta nên hiểu, là dù cho có chết bất đắc kỳ tử hay là chết đúng thời đúng lúc, chết hết tuổi thọ gì nữa, chưa có biết chắc được là sẽ sanh gì đâu, ngoại trừ chúng ta tạo được, tạo những cái nghiệp mạnh, những nghiệp thiện tốt đẹp, những nghiệp lành mà mạnh thì có hy vọng là chúng ta sẽ thoát, còn rất là khó cái gì khó thoát. Đó là cái vấn đề chúng ta muốn giải thích câu hỏi về và Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú. Dạ con xin mặt đạo tràng kính tri ân thầy kinh đã trả lời cho chị Kim Nhung câu trả lời rất là tuyệt vời thưa thầy. Dạ con thấy bây giờ là 10 giờ 47 phút, con thấy cũng đã trễ rồi. Thôi con cũng để thời gian cho thầy con nghỉ. Dạ tuần này vậy là thầy vô lớp tụi con tới 3 ngày. Sa thú thầy giáo. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân thầy rất là nhiều trong buổi dạy của ngày hôm nay. Dạ con xin mời bây giờ con thấy con có thể mời sư Thanh Tâm Bạch sư. Sư có thể thay mặt chư tăng để mà chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay Bạch sư. Dạ sư có nghe được âm thanh của Nguyên Như không ạ? Dạ con xin dâng đức lại cho sư Thanh Tâm ạ. Dạ, mô Phật, trước hết con xin kính lễ ba ngôi tam bảo, kính chào thầy kinh và kính chào đạo tràng, thay mặt lớp học thành kính tri ân thầy kinh rất nhiều. Dạ, sư thầy đã hoan hỷ chia sẻ Phật pháp hôm nay. Thì bây giờ sư xin thay mặt chư tôn đức tăng phúc chúc cho đạo tràng. Người có trí là người hay thí thọ, thí lực, thí sắc đẹp, thí trí tuệ. Người có trí là người hay thấy sự an vui thì hằng được sự an vui. Người tinh tấn thí thọ, thí lực, thí sắc đẹp, thí trí tuệ, người ấy khi tái sanh trong cõi nào đều được trường thọ và sang cả. Tất cả hạnh phúc hằng đến cho người. Cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ ơi đức của chư Phật, do nhờ ơi đức của giáo pháp, do nhờ ơi đức của chư tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thanh Tâm đã thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Dạ bây giờ con xin mời đạo tràng cùng con lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề hoa tạ